Giang tử xuyên xuyên qua thế giới hoàng mỹ, trở thành một người qua đường tinh khiết ở dược đô hỏa quốc. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ tầm thường vô vị, lại trói buộc một cái cơ duyên người hệ thống. Chỉ cần đưa ra cơ duyên là có thể nhận được phản hồi. Nhưng cơ duyên không phải vật phẩm, không thể ăn nói khép nét, không thể tùy ý tặng, chỉ có thể chờ người hữu duyên tới cửa. Giang tử xuyên bắt đầu đã chiếm được bất diệt kinh, giá bán một tinh tệ, kết quả không ai hỏi thăm cuối cùng bị trọng đồng nữ sửa mái nhà dột, trả lại chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Một tinh tệ bán bảo cốt cơ sở, trả lại nguyên thủy chân giải. Một tinh tệ bán thanh lân ưng bảo thuật, trả lại côn bằng bảo thuật. Một tinh tệ bán đấu nghe bảo thuật, trả lại chân long bảo thuật. Trọng đồng nữ. Rốt cục bắt được ngươi rồi, còn muốn chạy đi đâu? Đồ vật ta muốn, người ta cũng muốn. Giang tử xuyên. Ta chính là cái bày sạp đấy, ngươi mỗi ngày đi theo ta giống cái dạng gì? Làm sao tôi có thể bày sạp? Tiểu thuyết máu chốt Hoàng Mỹ Thế Giới Bắt đầu trùng đồng nữ nhạc trác bất diệt kinh vô đạn cửa sổ, Hoàng Mỹ Thế Giới Bắt đầu trùng đồng nữ nhạc trác bất diệt kinh TXT toàn tập đao loạt, Hoàng Mỹ Thế Giới Bắt đầu trùng đồng nữ nhạc trác bất diệt kinh chương mới nhất đọc Chương 1 Cơ duyên người hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Cơ duyên người hệ thống 18 năm rồi. Không biết khi nào ta mới có thể cùng người chiến đấu đến biên hoang vũ trụ, đem đại đạo đều ma diệt. Hoang vực, hỏa quốc, dược đô, trong một gian tiểu viện, gian tử xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói. 18 năm trước, kỳ nghỉ dài hạn tiến đến, hắn nhân sinh lần đầu tiên điểm một cái bào ngư, ở bên trong thả một buổi tối, liền dẫn đến chính mình xuyên qua, theo hắn trưởng thành, cũng biết mình đi tới một phương dạng gì thế giới. Bác vực, hỏa quốc, tế linh, cốt thư. Đây không phải là thế giới hoàng mỹ sao? Ngay từ đầu hắn còn có chút cao hứng, dù sao có thể xuyên qua đến cao vũ thế giới, liền đại biểu chính mình có thể tu hành, có thể trường sinh nhìn lâu, tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần. Cộng thêm thế giới này mở đầu cũng tương đối thân thiện. Nhưng sau đó hắn chậm rãi phát hiện không thích hợp, chính mình tu hành nhiều năm, mới có thể bước vào chuyển huyết cảnh. Một ít cơ duyên mình biết được, cũng bởi vì thực lực không đủ mà dẫn đến mình không dám ra ngoài. Dù sao hắn cũng không phải là khí vận nhân vật chính, bất luận nguy hiểm lớn hơn nữa đều có thể gặp nạn trình tường, chính mình nếu gặp phải nguy hiểm, vậy thật đúng là nghĩ ăn. Càng thêm họa vô đơn chí chính là, cha mẹ hắn cách đây không lâu ra ngoài tìm linh dược cho hắn, kết quả lại chết vào một hồi thú triệu bên trong, lưu lại hắn cái này 18 tuổi đứa nhỏ nếu trên trời đột nhiên rơi xuống một khỏa tiên đan thì tốt rồi giang tử xuyên cảm khái nói đinh hữu duyên nhân hệ thống kích hoạt tự động trói định chủ nhân chúc mừng chủ nhân đạt được tân thủ lễ bao lúc này một giọng nói vang lên trong đầu giang tử xuyên hệ thống người hữu duyên giang tử xuyên sửng sốt ngón tay vàng của mình rốt cục đã tới hắn vội vàng ở trong lòng hỏi ngươi có chức năng gì đinh có được bản hệ thống, chủ nhân có thể bán bán cơ duyên, giá bán do chủ nhân tự mình quyết định, nhưng không thể miễn phí, thấp nhất một tinh bích. Nhưng cần chú ý chính là, chủ nhân là đang phát cơ duyên, không thể cũng không cần khẩn cầu, ăn nói khép nét, lừa gạt người khác mua. Trước mắt mỗi ngày chỉ có thể bán ba cơ duyên, không thể tích lũy, hơn nữa vật phẩm bạo kích xong bán ra không thể bạo kích nữa. Giang tử xuyên nghe xong hệ thống giới thiệu, trong lòng đã có đại khái hiểu rõ nói như thế cơ duyên chi chủ ở chỗ ta là người khác cầu cơ duyên đồng thời để giảm bớt khó khăn cho ta cũng không phải giá bán rất cao chỉ cần không miễn phí là được chỉ là ta hiện tại cái gì trân quý đồ vật đều không có đi nơi nào làm cơ duyên đây hơn nữa lần đầu tiên bán cơ duyên cũng không biết có thể hay không có ẩn dấu bạo kích gia tăng cho nên vô luận như thế nào lần đầu tiên bán ba kiện cơ duyên nhất định phải đủ trân quý Giang Tử Xuyên hạ quyết tâm, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn có cái tân thủ túi quà. Hệ thống, mở ra tân thủ túi quà. Giang Tử Xuyên ở trong lòng mặc niệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh mở ra tân thủ đại lễ bao, thu hoạch được vô thượng thể chất vận mệnh hư vô thể, tiên đạo kinh văn, bất diệt kinh, bất lão thần tuyền một phương, chuyển huyết cảnh cực cảnh cảnh giới đang một quả, phá không phù ba, vận mệnh hư vô thể. Thiên địa vị tích, hồng mông vị phân hỗn độn giới thai ngén một đạo vận mệnh hư vô chi khí hóa hình. Trời sinh vận mệnh hư vô, quá khứ nhân quả đối với nó không hề liên hệ, cho nên không ai có thể suy tính vận mệnh của nó. Không bị thiên đạo quấy nhiễu, không bị nhân quả khống chế, siêu thoát khỏi dòng sông lịch sử, vận mệnh hư vô. Thai ngén vận mệnh hư vô đạo quả, kết hợp toàn bộ ba ngàn đặc thù thể chất, là tất cả đặc thù thể chất thiên địch. Nắm giữ vận mệnh hư vô chi lực, có thể bằng vào thể chất bản thân, bước vào diệu cảnh vô sinh vô diệt. Bất diệt kinh Phương thế giới này thiên địa sáng tạo mạnh nhất tu thân pháp môn, vì nhân hình sinh vật chuẩn bị chí cao vô thượng bảo kinh, không thể theo lẽ thường, loại chữ trên kinh thư này là thể hiện của đạo, vượt qua giới hạn của thời đại, bất kỳ kỷ nguyên người đều có thể tìm hiểu, luyện thành nó có thể làm cho người thân thể vĩnh viễn trường tồn, được xưng thân thể bất diệt, cho dù chết cũng có thể lại sinh ra linh thức. Bất lão thần tuyền. Bên trong chứa bất hủ thần tính, có thể gia tăng thọ nguyên, khôi phục thương thế. Chuyển huyết cực cảnh cảnh đan. Có thể làm cho người ta trở thành chuyển huyết cảnh cực cảnh, một cánh tay vung lên có mười vạn tám ngàn cân lực. Phá không phù. Sau khi sử dụng có thể phá vỡ không gian, tùy ý truyền tống. T. Giang tử xuyên hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới tân thủ túi quà cư nhiên sẽ phong phú như thế đây mới xem như đại lễ bao chân chính của tân thủ A. Đúng rồi, hệ thống, tân thủ túi quà đồ vật hẳn là có thể trở thành cơ duyên bán đi. Giang tử xuyên đột nhiên hỏi. Đinh, ngoại trừ vận mệnh hư vô thể, những thứ khác đều có thể. Vận mệnh hư vô thể không được sao? Vậy cũng chỉ có thể tự mình dùng. Hệ thống, sử dụng vận mệnh hư vô thể. Theo lời nói của hắn vừa dứt, Hắn trước tiên cũng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là ngộ tính của hắn lại đang nhanh chóng tăng lên, cốt văn trước kia không lý giải được đều thoáng chốc hiện lên. Ngay cả toàn bộ thân thể cũng trở nên thoải mái, tự như loại bỏ một loại gông xiềng của thiên địa. Đây là vận mệnh hư vô thể sao? Cảm giác không có biến hóa quá lớn a, à, Giang Tử Xuyên âm thầm nói thầm. Kế tiếp chính là chuẩn bị bán cơ duyên. Đối với ta bây giờ mà nói, quan trọng nhất là phải có lực tự vệ nếu không đại cơ duyên sẽ trở thành đại họa cho nên cảnh giới đang khẳng định phải bán trước phá không phụ tạm thời không thể bán đã như vậy vậy đem bất diệt kinh bất lão thần tuyền cùng cảnh giới đang làm cơ duyên bán đi nghĩ vậy gian tử xuyên liền đi ra chính mình tiểu viện dược đô là một cái cực giàu nổi danh địa phương truyền thừa lâu đời từ thường cổ cho tới bây giờ đều phi thường nổi danh đây không phải là một môn phái nhưng có quy củ tương ứng rất nhiều dược sư đều lui tới nơi này tự nhiên cũng rất nhiều linh dược truyền thuyết đây là nơi dược thần sinh ra hơn nữa cuối cùng cũng vẫn lạc nơi đây một thân tinh khí của hắn bao gồm dược tính các loại cuối cùng hóa thành linh vũ rơi xuống trên mảnh đất này rất nhanh hắn liền đi tới trên đường cái nơi này thừa thải dược thảo khắp nơi đều có người giao dịch hai bên đường phố đều là hàng vỉa hè bán thần thảo, một kiện pháp khí thánh nhân có thể trao đổi. Cách đó không xa có người bày sạp trao bán. Long cốt, bán long cốt thật, kỳ dược chí bảo chân chính, đi ngang qua không nên bỏ qua. Trên đường phố đều là tiếng trao hàng, Giang Tử Xuyên nhìn những người này, thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Bởi vì những thứ này phần lớn là giả, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Chợt hắn bày một quầy hàng trong một góc, đặt lên bản giới thiệu bất diệt kinh, Bất tử thần tuyền, chuyển huyết cảnh cực cảnh cảnh giới đang. Phân biệt viết lên. Tiên đạo kinh văn bất diệt kinh, thân thể một đạo vô thượng kinh văn, luyện đến đại thành có thể thành tiên. Giá bán nhất tinh bích. Chí bảo thần đạo bất lão tuyền, ẩn chứa thần tính bất hủ, thuốc trị thương cực phẩm, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, giá bán một tinh bích. Chuyển huyết cảnh cực cảnh cảnh đang, dùng có thể lập tức thành tựu chuyển huyết cảnh cực cảnh. Giá bán nhất tinh bích. Sau đó, hắn liền tràn đầy chờ mong chờ đợi người hữu duyên tới cửa. Hoàng kim dược điệp độc nhất vô nhị, chỉ có một đôi này muốn mua thì nhanh chóng ra giá. Giang Tử Xuyên vừa mới nằm xuống, bên cạnh thì có một lão giả ông bình ngọc ở nơi đó rao bán. Hắn lại gần nhìn một chút, chỉ thấy bên trong có hai con sâu lông, thoạt nhìn cùng dòi bọ kém không nhiều lắm. "Người trẻ tuổi, thế nào, có muốn một con hay không? Đây chính là hoàng kim dược điệp." Giang Tử Xuyên không nói gì, yên lặng lui về. Chơi như vậy phải không? Được được được. Hắn cũng muốn lớn tiếng thét to, lại cảm giác có chút xấu hổ. Tuy nói là đưa cơ duyên, không thể chủ động, nhưng hiện tại hắn bức thiết muốn khai trương cường đại chính mình. Một lát sau, rốt cục là có người tại quầy hàng của hắn trước mặt dừng chân, mà giờ phút này Giang Tử Xuyên đã là buồn ngủ. Ông chủ, thứ ông bán đâu? Trên quầy hàng chỉ đặt ba tấm bản giới thiệu, về phần đồ Đạt hắn cũng không có lấy ra. Ngươi cũng quá giả đi. Tiên đạo kinh văn, đại trở thành tiên. Lão bản, ngươi biết tiên là như thế nào không? Còn có bất lão tuyền, nếu thật sự có chí bảo như thế, phỏng chừng những thế lực bất hủ kia đều phải kinh động, làm sao còn cần bày sạp ở chỗ này? Còn có đan dược của ngươi, ta chưa bao giờ nghe nói qua có đan dược có thể làm cho người ta trực tiếp trở thành chuyển huyết cực cảnh. Ngươi cái này cũng quá giả, cũng không mang theo che giấu đúng không, ai sẽ mua a. À? Lời nói của người này thật ra hấp dẫn một đám người dừng chân, bất quá đều là đang xem náo nhiệt. Đem Giang Tử Xuyên trở thành ăn mày ăn xin, dù sao, ở Dược Đô bày sạp, làm sao sẽ bán chỉ giá trị một cái tinh bích đồ vật. Con bà Lý. Trong lòng Giang Tử Xuyên thầm mắng. Chỉ đáng giá một cái tinh bích, còn muốn công kích ta một phen xem ra cơ duyên này rất khó tản đi a à, Giang tử xuyên có chút im lặng đang lúc hắn bất đắc dĩ một nữ tử dừng lại trước quầy hàng của hắn nữ tử một thân áo xám khí chất xuất chúng có một loại đạo vận kỳ ảo siêu trần thoát tục tóc đen của cô như thác nước cả người có một loại tiên vận linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo giống như ngà voi trắng noãn điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ thật sự rất xinh đẹp gần như mộng ảo con ngươi nàng rất thâm thúy có một loại mệt mỏi, còn có một loại tan thương, như là nhìn khắp nhân thế chìm nổi, làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị. Nàng thoạt nhìn linh hoạt kỳ ảo xuất trần, nhưng đôi mắt này lại giống như là trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, giống như là có thể xuyên thủng hết thảy. Ta có thể xem bất diệt kinh không? Thanh âm giống như thiên nhiên, phi thường dễ nghe, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại có thể thưởng thức ra một tia mệt mỏi cùng cô đơn. Giang tử xuyên một trận xuất thần, ánh mắt của hắn có chút mơ hồ chính xác mà nói thất thần bởi vì trong đầu hắn hiện lên rất nhiều chuyện không liên quan đến trước mắt cô gái này là ai có bạn đời không bởi vì nữ tử này thật sự xinh đẹp đẹp đến vượt qua kiến thức của hắn qua một hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ cười nói ngại quá thất thần rồi muốn xem kinh văn trả tiền trước hắn tuy rằng bị sắc đẹp mê hoặc nhưng còn không đến mức mất trí. Nữ tử đến vốn là hấp dẫn quá nhiều người, giờ phút này nghe được Giang Tử Xuyên nói, tất cả mọi người là trợn mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi không cần không biết tốt xấu, đồ còn chưa thấy, đã muốn tiền. Tướng ăn của ngươi cũng quá khó coi. Tiên tử, đây là một tên lừa đảo, ngươi cũng đừng bị hắn lừa, không bằng đến xem lông cốt thật của ta. Đáng giận, rõ ràng bộ dạng thanh tú tuấn giật, lại làm chuyện mất mặt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đối với Giang Tử Xuyên dùng bút làm vũ phạt. Giang Tử Xuyên quả thực hết chỗ nói, không phải chỉ là một tin bích sao. Toàn bộ thuốc còn có ai không lấy ra được. Vì sao đều không muốn thử một chút. Bất quá hắn vẫn mặc không chút thay đổi, cũng không có giải thích nhiều. Được. Thanh âm nữ tử thật sự rất êm tai, vẫn như tiên đạo chi âm lay động, làm cho người ta cảm thấy thần hồn đều bị tẩy lễ, toàn thân thư thái nàng cương nhiên thật sự lấy ra một quả tinh bích, không nhiều cũng không ít. Giang tử xuyên đều kinh ngạc, theo hắn thấy, nữ tử trước mắt khẳng định thân phận không tầm thường, dù thế nào cũng phải lấy ra một ít thiên tài địa bảo các loại đi, trên người làm sao còn có tinh bích bực này giá rẻ vật phẩm. Bất quá hắn cũng không do dự, lấy bất diệt kinh từ không gian hệ thống ra. Đó là một phù văn cực kỳ quỷ dị kỳ lạ, cũng không phải là hình thức ghi chép bằng da lông hoặc cốt thư phù văn này cực kỳ đặc thù, có tính duy nhất. Trước đó Giang Tử Xuyên còn dự định trước học, lại nhiều lần bán ra, dù sao đây là công pháp, cũng không phải vật phẩm, hẳn là có thể tuần hoàn lợi dụng mới đúng, kết quả lại bị hệ thống báo cho biết không được. Bởi vì công pháp này, một khi hắn học, phù văn kia sẽ biến mất, tuy rằng hắn nắm giữ công pháp. Nhưng tính đặc thù của công pháp này sẽ làm cho chủ nhân tu vi như hắn căn bản khác không ra phù văn kia, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể dùng để bán ra. Đây chính là thời kỳ mấu chốt nhất gây dựng sự nghiệp, hắn không thể đợi lâu như vậy. Sau khi nữ tử tiếp nhận phù văn, phù văn quỷ dị kia tự động dung nhập vào thân thể của nàng. Sau một khắc, thân thể của nàng rung lên, một đạo khí tức khủng bố bộc phát ra, dẫn tới đường phố mọi người rung lẩy bẩy, khí tức kinh động toàn bộ dược đô. Lại là bất diệt kinh thật. Nữ tử nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tuy nhỏ nhưng người nào ở đây không có tu vi? Đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Chẳng lẽ đó thật sự là pháp môn có thể thành tiên? Làm sao có thể? Giờ phút này, Giang Tử Xuyên cũng không để ý tới mọi người, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Đinh, chúc mừng ký chủ bán bán cơ duyên ở bất diệt kinh, một phần, thu được trở về chân ma vạn kiếp bất hoại thể hết chương này. Chương 2 Máy bán hàng duyên bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 2 Cơ hội bán hàng, Đinh, chúc mừng ký chủ bán bán cơ duyên ở bất diệt kinh, thu được lợi nhuận, chân ma vạn kiếp bất hoại thể, chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Chí cao luyện thể thần công, hóa vạn kiếp số thành kiếp văn, dùng cái này rèn luyện bản thân, đợi đến cuối cùng, thế gian hết thảy, lấy mình làm chủ thế sự nhân quả, đều ở trong vô thanh vô tức hóa thành kiếp văn rèn luyện bản thân, trở thành vạn kiếp không xấu. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Giang Tử Xuyên trong lòng chấn động. Đây không phải là vô thượng chân ma, vì đối kháng vô thượng chúa tể mở ra thần tượng trấn ngục kình mà sáng tạo ra vô thượng luyện thể thần công sao? Rất tốt, ở thế giới này đều là mãn phu, có công pháp này, ta mới là một mang chân chính. Giang Tử Xuyên mừng rỡ không thôi. Lúc này, đại đa số mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ, cũng có rất nhiều người vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao tiên là tồn tại như thế nào, ai cũng không biết, so với tôn giả thì như thế nào. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết nữ tử tuyệt mỹ này có phải là kéo dài hay không, mặc dù không có khả năng lắm. Nhưng nhất tinh bích bán tiên kinh hình như càng không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, còn cần kéo dài sao? Giang tử xuyên vừa mới thu hồi suy nghĩ, một cái khí tức cùng hắn kém không nhiều lắm lão đầu tử vội vàng nói ra. Ông chủ, đây là một khối cốt văn cơ bản giải thích tường tận tôi muốn mua viên đang dược kia Giang tử xuyên gật đầu nhận lấy khối phù cốt kia sau đó lấy ra chuyển huyết cảnh cực cảnh cảnh đang đưa đây hắn vẻ mặt vui sướng mà đem đang dược đưa cho lão đầu tử đối diện thoạt nhìn giống như là được đại tiện nghi bình thường lúc này rốt cục có người kịp phản ứng thấy một lão già hơi thở yếu ớt thừa dịp tất cả mọi người không kịp phản ứng không ngờ xuống tay sớm lão đầu tử kia run rẩy nhận lấy đan dược, tâm tình rất là kích động. Bởi vì đan dược kia, kim quang lấp lánh, phá lệ chói mắt, rạng rỡ sinh huy. Mơ hồ hóa thành âm dương nhị khí, phát ra thanh âm long hổ hòa minh, đang hương sông vào mũi. Dược hương tràn ngập, chỉ là ngửi một cái, liền có thể làm cho trong thân thể hắn bệnh tối chuyển biến tốt đẹp. Là thật. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều kích động không thôi, trong lòng rất hối hận đang dược này, không nói hiệu quả, chỉ nhìn cái này bề ngoài, liền biết nó cực kỳ bất phàm. Tóm lại, một cái tinh bích là tuyệt đối không thiệt thòi. Lão đầu tử kia chỉ quan sát trong nháy mắt, liền một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, hắn quanh thân đều bắt đầu phát sáng, thân thể bắt đầu rạn nứt, nhưng trong cơ thể sôi trào không ngừng, một cổ khí tức cường đại cũng đang tăng vọt. Hắn mặc dù đang chảy máu, nhưng thân thể cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, khí tức càng ngày càng thịnh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vỏ thể trạng nước của hắn cũng đang được tu bổ, được một cổ hào quang màu vàng làm dịu, như đất khô nước được cam lộ tưới, chậm rãi khép lại, sau đó giàu sức sống. Vết máu biến mất, bên ngoài cơ thể sáng ngời, giống như ngọc thạch đang phát sáng, hơn nữa khi máu lưu động phát ra sấm sét, thân thể này long hổ tương hợp, đây là dấu hiệu sau khi phá quan ổn định lại. Lại là trong chốc lát đi qua, lão đầu tử kia mở hai mắt ra một cổ khí thế cuồng bạo bộc phát ra giờ phút này khí huyết của hắn như khói báo động ngay cả một đầu tóc mai tóc bạc cũng một lần nữa biến thành màu đen ha 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 được lão bản thành thật không lấn ta đang dược này quả nhiên không giả chuyển huyết cực cảnh về sau lão đầu tử ta cũng giống như sông thạch cái thế thiên kiêu lão đầu tử nhận được đang dược cười ha ha hằng hái đừng ngốc ngươi đã một phen tuổi, còn song thạch giống nhau thiên kiêu, liền không biết xấu hổ sao. Thấy một cái vô danh lão đầu được tạo hóa, trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người đều có chút ghen tị. Hừ, cơ duyên chọn chủ, vì khí vận, đừng đem lão thiên kiêu không làm thiên kiêu. Có bản lĩnh hư thần giới đánh một trận. Lão đầu tử kia thần sắc ngạo nghễ, không hề bởi vì người chung quanh cười nhạo mà mất mát. Hiển nhiên cũng là một người có đạo tâm kiên định. ngươi. Người ở đây đều bị người nọ sặc nói không ra lời, một số người càng sinh ra sát tâm. Hung hăng ngang ngược như thế, người này đã có cách lấy cái chết. Cũng may đây là dược đô, người bình thường cũng không dám tùy tiện động thủ ở chỗ này. Giờ phút này, gian tử xuyên trong đầu lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng chủ nhân, bán bán cơ duyên chuyển huyết cảnh cực cảnh 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 đang, thu được phản lợi, hoàng mỹ đồng thiên cảnh cực cảnh đang, hoàng mỹ đồng thiên cảnh cực cảnh đang có thể để cho người trực tiếp thành tựu hoàn mỹ nhất 10 động thiên. Mỗi động thiên đều trải qua 10 động thiên nghiền nát hợp nhất, cực đại kiên cố. Mà ở thời kỳ chuyển huyết cảnh nắm giữ tất cả phụ văn nguyên thủy, một cánh tay vung lên đã có 13 vạn cân cự lực. Lần này cuối cùng cũng có chút sức tự vệ. Giang tử xuyên trong lòng vui vẻ. Chợt nhìn bốn phía, phát hiện lúc này người đang quan sát đều đã tranh nhau đến mặt đỏ tới mang tay. Lão bản, ta dùng long cốt thật đổi lấy bất lão tuyền cuối cùng này. Đạo hữu, ta vừa khai cuộc chân hoàng cốt hàng thật giá thật, ta cũng nhìn đau trao đổi với ngươi. Tiểu hữu, chúng ta là hàng xóm tay chân, ta dùng ấu trùng hoàng điệp đổi vật với ngươi. Liên tiếp hai kiện đồ vật đều là thật, là vô thượng tạo hóa, cho nên kiện thứ ba này tự nhiên đưa tới tất cả mọi người tranh đoạt, hiện trường trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng bất quá bọn họ tranh đấu vị trí ngược lại là không có tới gần Giang Tử Xuyên bởi vì Giang Tử Xuyên trước mặt còn đứng một vị tất cả mọi người không dám chạm mốc tiên tử nữ tử tuyệt mỹ kia đang nhìn chằm chằm Giang Tử Xuyên con ngươi thâm thúy kia phát sáng không thể so sánh như là trọng mở ra vũ trụ hồng hoang lại luyện thiên địa huyền hoàng Giang Tử Xuyên tâm thần chấn động chỉ cảm giác loại này khí cơ thật đáng sợ có thể nói cái thế sẽ không bị cô ta nhìn thấy chứ Người này là ai? Chẳng lẽ trong nguyên tác không có xuất hiện một vị tôn giả? Giang tử xuyên thầm nghĩ trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tưởng được thân phận của người trước mắt. Hắn biết, thế giới lớn như vậy, nguyên tác ghi lại cũng chỉ là nhân vật chính gốc nhìn, còn có rất nhiều người không bị ghi chép, cho nên không dám vọng hạ kết luận. Mà đối diện hắn, nữ tử áo xám kia cũng lộ ra một tia dị sắc. Lại còn là nhìn không thấu hắn đại khái vận mệnh, hơn nữa cũng không nghe được hắn tiếng lòng. Lúc trước Giang Tử Xuyên xuất hiện ở đường phố, liền khiến cho cô chú ý, bởi vì nàng vừa vặn hướng bên này thoáng nhìn, lập tức liền phát hiện một loại khác thường xuất hiện ở Giang Tử Xuyên trên người, nàng lại không có thấy rõ Giang Tử Xuyên hư thực, thậm chí tu vi. Điều này làm cho nàng nổi lên một tia hăng hái, âm thầm quan sát Giang Tử Xuyên, cho nên cũng liền có mua kinh sự tình. Hiện tại hai người gần nhau như thế, vả lại lúc trước cũng sinh ra cùng xuất hiện có nhân quả nhưng nàng nhưng vẫn là cái gì cũng nhìn không thấu quả thực làm cho người ta kinh ngạc đúng lúc này một chiếc liễn xe xé gió mà đến một vị lão giả khí thế bàn bạc đi ra người tới chính là thái thượng trưởng lão của thần dược môn hắn vừa xuất hiện mọi người liền ngừng tranh đấu thần dược môn chiếm cứ dược đô nơi thần thánh nhất môn phái này là dược thần thượng cổ nghe đồn dược đều là do thần dược môn sáng lập cho nên mọi người tự nhiên là không dám bất kính với vị thái thượng trưởng lão thần dược môn này chỉ đành thầm nghĩ trong lòng không ổn thần dược môn thái thượng trưởng lão không để ý tới mọi người cũng không có trương dương như mọi người tưởng tượng hắn đi tới trước mặt nữ tử áo xám tuyệt mỹ thu liễm khí thế giống như một lão nhân bình thường bày ra một bộ dáng rất kính cẩn không người nói tiền bối thấy thái thượng trưởng lão thần dược môn tư thái như thế tất cả mọi người khiếp sợ nữ tử này là người thế nào lúc trước bọn họ cũng biết nữ tử này rất mạnh không dám trêu chọc lại không nghĩ tới ngay cả chúa tể giả nơi này ở trước mặt nàng cũng ăn nói khép nép như thế khủng bố như vậy ân ừ. nữ tử áo xám khẽ đáp một tiếng rồi cũng không để ý nữa mà thần dược môn thái thượng trưởng lão thi lễ lần nữa sau đó nhìn về phía Giang Tử Xuyên, nói ra. Đạo hữu, ta muốn bất lão tuyền này. Đây là một cốc linh dược, dược này cực kỳ đặc thù, toàn bộ dược đều chỉ có một cốc ta. Nói xong hắn liền đem một cốc linh dược kiều diễm ước ác đưa cho Giang Tử Xuyên. Giang Tử Xuyên cũng không nói nhảm, lấy ra một giọt nước suối bất lão. Một giọt nước suối kia tự hồ còn có linh tính, kim quang lấp lánh, thoạt nhìn giống như là một con tiểu kim long quả thật là bất lão tuyền thần dược môn thái thượng trưởng lão mừng rỡ có giọt bất lão tuyền này hắn liền có đầy đủ thọ nguyên đi đột phá tôn giả cảnh đinh chúc mừng chủ nhân bán cơ duyên bất lão tuyền một giọt thu được lợi nhuận một giọt tam quan thần thủy tam quan thần thủy tiên thiên thần thủy nhật quan thần thủy màu vàng nguyệt quan thần thủy màu bạc tinh quan thần thủy màu tím hợp lại ba làm một thứ nhất trị liệu thánh dược có thể xương trắng thịt sống chết người hợp lại ba kiện đồ vật vừa vặn liền liên quan đến ta thực lực trả lại cái tịch mịch đi gian tử xuyên trong lòng phun tào. mặc dù động thiên cực cảnh đang hoàn mỹ rất tốt nhưng hắn vẫn muốn một viên đang dược lập địa thành tiên gánh nặng đường xa a gian tử xuyên thở dài một hơi chợt lộ ra một nụ cười nói ra các vị đồ đạc đã bán hết đều giải tán đi nói xong hắn hướng về nữ tử linh hoạt kỳ ảo kia cười cười liền chuẩn bị rời đi đạo hữu dừng bước ông chủ không biết còn có tiên pháp bán ra hay không đạo hữu loại đang dược chưa từng thấy này có thể thêm một viên nữa không tất cả mọi người vây quanh giang tử xuyên giống như nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ bình thường dưới tình huống như vậy làm sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi chư vị cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu Chính xin lý trí một chút. Lý trí? Mọi người nghe nói, trong lòng hô to, cái này làm sao có thể lý trí? Đạo hữu, bất lão tuyền còn có hay không? Lúc này lại là mấy vị dược đô đại nhân vật xuất hiện. Bọn họ đều lòng mang chờ mong, hai kiện đồ vật khác còn tốt, nhưng bất lão tuyền hẳn là không chỉ một giọt đi. Không có, một giọt cũng không có. Một giọt này ta cũng là ngẫu nhiên có được. Được rồi, chư vị đừng vây quanh ta nếu không ta sẽ không khách khí mọi người nghe vậy đều là có chút không biết làm sao bọn họ đều là dược đô đại nhân vật đối với dược lý đang dược có thể xem như hoang vực nổi danh nhất địa phương nhưng mà đang dược có thể làm cho người ta trực tiếp thành tựu chuyển huyết cực cảnh tuyệt đối là dược thần thượng cổ cũng không lấy ra được hơn nữa vị tiên tử kia đại năng lại sẽ vì cái kia tiên kinh chấn động nói vậy cái kia ít nhất cũng là thần minh tâm pháp còn có kia trân quý bất lão tuyền, có thể xuất ra như thế trân quý vật phẩm bán, còn đều chỉ bán bán một cái tinh bích, đây hẳn là một vị tính cách cổ quái, du lịch hồng trần đại lão, ít nhất đều là một vị thần linh, tuyệt không thể trêu chọc. Cho nên cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn tránh ra con đường, thậm chí cũng không dám đi theo, lại càng không dám phái người nhìn trộm, sợ nóng giận vị tồn tại thần bí này. Giang tử xuyên mạnh mẽ ổn định thân thể, mặc dù trong lòng khẩn trương vô cùng, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh ta là thần thần là ta ta là thần không gì không làm được chúng sinh cúng bái trong lòng hắn một lần lại một lần thôi miên chính mình cho đến khi thân ảnh giang tử xuyên đi xa mọi người mới thu hồi ánh mắt ai lúc trước vốn có rất nhiều cơ hội có thể mua được nhưng ta không tin bây giờ nghĩ lại không phải là chuyện của tinh bích sao đau quá đau Thật sự là càng nghĩ càng tức Quả nhiên, cơ duyên khả ngộ Bất khả cầu A à. Trong đám người, có một bộ phận người Vô cùng đau đớn, chính là những người Lúc trước cười nhạo gian tử xuyên ăn mày Cái này cũng trách không được Bọn họ, dù sao ai sẽ tin tưởng Như thế trân quý đồ vật Sẽ có người chỉ bán một tinh bích đây Chỉ có thể nói, duyên pháp cho phép Người có nguyện ý bái Nhập thần dược môn ta không Đúng lúc này thái thượng trưởng lão thần dược môn hỏi vị lão thiên kiêu kia. Đệ tử nguyện ý. Thân là đệ nhất thế lực dược đô, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Mà trọng đồng nữ ánh mắt vẫn dừng lại ở giang tử xuyên trên người, thẳng đến hắn trở lại chính mình tiểu viện. Sau đó, nàng cũng không để ý tới chung quanh một đám muốn kết bạn người, trắng noãn như ngọc tay vung lên, hư không rung động, một cái kim quan đại đạo trải ra mà đến. Sau một khắc, thân ảnh của nàng liền biến mất tại chỗ. Đây là Thường cổ đại năng thần thông biểu hiện. Ở đây có đại nhân vật kinh hô, rung động không thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nữ tử này quá cường đại, đây là một loại tu vi như thế nào? Từ khi nào mà thuốc lại tồn tại như vậy? Hết chương này. Chương 3 Tu hành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 thực hành trở lại tiểu viện của mình, Giang tử xuyên liền khẩn cấp lấy ra viên đan dược kia, kim quang sáng chói, hắn cũng không tường tận, một ngụm liền nuốt vào. Chuyển huyết cảnh là giai đoạn thứ nhất chân chính bước lên con đường tu hành. Cảnh giới này cần điều động tinh huyết toàn thân, cuồn cuộn như sấm sét, nấu chảy cốt văn, ở trong máu thôi phát ra thần hy, do đó rèn luyện thiên địa tạo hóa, tẩm bổ thân thể. Đơn giản mà nói, chuyển huyết cảnh chính là máu cùng phù văn ngưng kết, hóa sinh thần hy rồi sau đó tẩm bổ thân thể, đoạt thiên địa tạo hóa, cường tráng bản thân, từ đó đạt tới mục đích tu hành. chuyển huyết cảnh sơ kỳ có được lực phá hoại cũng đã rất kinh người, nhất định phải lấy trị số để cân nhắc. chuyển huyết cảnh sơ kỳ ít nhất cũng phải có tám ngàn cân lực phá hoại, mà chuyển huyết cảnh trung kỳ chừng hai vạn cân lực phá hoại. về phần hậu kỳ thì càng kinh người, có thể bộc phát ra năm vạn cân thần lực, có thể ở trong bầy cự thú đấu đá lung tung nhưng cho dù là mấy vạn người bộ lạc, cho dù có người bước vào chuyển huyết cảnh, nhưng cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới hậu kỳ bộc phát ra như vậy kinh người lực lượng mới vừa nuốt vào đang dược, giang tử xuyên nhất thời cảm giác như là có một cổ hỏa diễm từ trong thân thể vọt lên, cả người phát sáng, ngay sau đó mồ hôi đầm đìa chỉ trong nháy mắt hắn giống như là từ trong nước vớt ra, trên người sương mù bốc hơi, hào quang bốn phía, da thịt trong suốt long lanh, xương cốt đang lọt bọt trung động sao lại đau như vậy? giang tử xuyên thầm mắng hệ thống cho đang dược không phải đều là tiết kiệm quá trình trực tiếp đạt thành sao? vì sao còn muốn có kinh nghiệm thống khổ này? hơn nữa dược kinh này thật sự quá lớn, tại chỗ khiến cho hắn có cảm giác rõ ràng, tứ chi bách hài giống như là đang bị rèn luyện, xương cốt trong cơ thể cũng sáng ngời tóc bạc. từng tia hy vọng phát ra, hóa thành từng đoàn từng đoàn ánh sáng sương mù, đem hắn bao phủ, thời gian thật lâu mới tản ra mẹ kiếp hắn phát hiện cả người dính dính đó đều là tạp chất bài tiết từ trong cơ thể quả nhiên thao tác này khó tránh khỏi hắn dùng sức chấn động nhất thời tất cả tạp chất sim y biến mất lộ ra trắng loãng thân thể như là tẩy rửa một lần quanh thân hắn tản ra một cổ khí tức khủng bố như một tôn thiên thần cả người có một loại khí vận khó hiểu không có vận chuyển cốt văn nhưng thân thể cũng rất có một cổ trong suốt sáng bóng tản mát ra một mảnh mông lung quang huy. Đây là chuyển huyết cảnh một cánh tay vung lên có thể đạt tới 13 vạn cân sao? Thật sự là tuyệt vời a." À? Giang Tử Xuyên tự nói, hắn cảm giác mình vô địch, toàn thân đều tràn ngập nổ tung tính lực lượng, một quyền đi xuống không biết có thể đấm chết bao nhiêu loại sinh vật này. Bàn huyết cực cảnh một cánh tay vung lên 10 vạn cân, sau này lại tăng thêm một cân, đều là một loại sinh mệnh tầng thứ trên biến hóa mà hắn có được 13 vạn cân cự lực, không cần động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cho một cái chuyển huyết cực cảnh cái thế thiên kiêu một loại cảm giác áp bách thật lớn. Đây chính là chênh lệch trên cấp độ sinh mệnh, loại chênh lệch này đến hậu kỳ càng sẽ phát sinh tăng trưởng bùng nổ theo cấp số nhân. Giờ phút này hắn không chỉ có có lực lượng không gì sánh kịp, còn nắm giữ tất cả phù văn chuyển huyết cảnh có thể tìm hiểu, có thể xem như đại thế giới cơ sở phù văn đại toàn thư. Đây đều là đang dược hoàng mỹ bổ sung, sẽ không xuất hiện tình huống khống chế không được lực lượng. Chân chính tu hành, không riêng gì chỉ là rèn luyện thân thể, còn muốn ngộ thấu nguyên thủy phù văn, chạm đến thiên địa bản nguyên, bằng không mặc dù xác thịt cường đại hơn nữa, cũng khó trèo lên đỉnh phong. Chí tôn chân chính, căn bản không phân biệt được thân thể và cốt văn gì, khi rèn luyện thân thể có thể sinh ra văn mạch thần bí, hóa thành mảnh nhỏ đại đạo, dung nhập vào trong máu thịt, tuy hai mà một mà tu hành cốt văn lúc thì là hóa thành thần hy, tẩm bổ huyết nhục, dung luyện tại một lò. Bất quá, ta còn có thể tiến bộ. Giang tử xuyên tự nói. Ở cái này nội tu chi pháp hoàn toàn không có, tu luyện toàn dựa vào đạo pháp tự nhiên, tham chiếu hung thú trời sinh bảo cốt thế giới, hắn có được chân ma vạn kiếp bất bác thể, đối với tu luyện có nhận thức độc nhất vô nhị. Hắn bắt đầu vận hành chân ma vạn kiếp bất hoại thể, vô cùng kiếp số đều bao hàm ở trong văn tự, mỗi một văn tự bên trong ý cảnh, hoàn toàn bất đồng. Con người vừa sinh ra, chính là ở trong vô số kiếp số tuần hoàn, chìm nổi, sau đó quy về kiếp số. Một người, trong kiếp có kiếp, kiếp số thật giống như là gần sống trong biển rộng, thật sâu không thôi. Một đợt còn chưa bình ổn, một đợt lại tới xâm nhập. Đây chính là chân lý của kiếp số. Mà mỗi một kiếp, đều là một nhân quả, mỗi một nhân quả, cũng là một kiếp hắn cả đời này nhất định sẽ có rất nhiều nhân quả gia thân cũng chính là nhất định sẽ có vô số kiếp nạn gia thân nhưng vậy thì sao hết thảy đều chỉ là tư lương tu hành của hắn mà thôi mà giang tử xuyên giờ phút này cũng có lĩnh ngộ của mình kiếp chính là ma ma chính là kiếp nhân quả cơ duyên là kiếp cũng là ma giang tử xuyên chiến thắng rất nhiều tri thức ma cũng có thể nói chiến thắng rất nhiều tri thức kiếp chỉ cần thế giới còn có sinh linh, kiếp đó vĩnh viễn sẽ không diệt vong, hết thảy đều là định số. Văn, lầm lẫn, giả dối. Cho dù là thiên đế, cũng có kiếp số, thiên địa cũng có kiếp số, nếu không nó sẽ không hủy diệt, vĩnh sinh tồn tại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Xem ra lúc trước ta đối với ma lý giải là sai lầm. Trong lý giải ban đầu của ta, ma chính là hắc ám, tà ác, đối lập với quan minh chính nghĩa, mà hiện tại ma này nguyên lai là kiếp số lại hoàn toàn bất đồng trong cuộc sống khắp nơi đều là kiếp số bất kỳ khúc chiếc nào đều là kiếp cho dù thuận buồm xuôi gió trong lòng lại sinh ra ma niệm kiêu ngạo đó chính là thuận buồm xuôi gió sự tình quá thuận lợi cũng là kiếp số sự tình quá gian nan cũng là kiếp số khắp nơi là kiếp số thế nhân đều là ma ta cũng là ma đây mới là chân lý của ma trong nháy mắt Giang Tử Xuyên đã có nhận thức mới về định nghĩa của ma. Mà tinh thần ý chí của hắn cũng ở trong lúc vô hình chiếm được cực lớn tăng lên. Lực lượng của hắn còn đang tăng trưởng, đến một loại cảnh giới chính hắn cũng không biết. Có lẽ một cánh tay vung lên 20 vạn cân, một cánh tay vung lên trăm vạn cân cũng nói không chừng. Dù sao hắn là vận mệnh hư vô thể, cũng không bị thiên địa áp chế, thiên đạo quy tắc cũng không thể hạn chế hắn. Thời gian lưu chuyển, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Giang Tử Xuyên vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó. Thẳng đến một khắc nào đó, phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một cửa động như núi lửa, màu nâu xám, có ánh lửa chiếu rọi, như là chảy xuôi nham thạch. Đây là động thiên cảnh, hắn lại ở dưới tình huống bất tri bất giác, tự nhiên mà đột phá tới động thiên cảnh, thiên địa tinh khí cùng cùng vọt tới, bổ sung bản thân. Động thiên thứ nhất xuất hiện bất quá chỉ là một cái bắt đầu, liên tiếp từng tòa núi lửa giống như cửa đồng hiện lên, chỉnh tề sắp xếp, tự động vần quanh ở thân thể hắn bốn phía. Thùy Thái thiên điều, hà quan vạn trượng, long ngâm phượng minh chi âm vang lên, vô số cánh hoa trong suốt bay múa, làm như là thiên địa lễ tán. Cũng may hết thảy cũng không có truyền ra sân. Khí huyết ngút trời giống như cột sáng màu máu, nhùm đẫm căn phòng tối tâm thành màu máu. Bất cứ động thiên nào của hắn, đều có thể so với động thiên khổng lồ mười động thiên hợp nhất có được mười cái như vậy siêu cấp động thiên hắn cũng không chuẩn bị lại đi hợp nhất chi lộ hắn có ý nghĩ của mình chỉ là đây hết thảy đều còn có vẻ hơi sớm nghỉ ngơi một hồi về sau giang tử xuyên thoáng thay đổi một chút hình dạng của mình hắn hóa thân trở thành một cái mặt đầy thịt ngang râu quai nón liền chuẩn bị lần nữa ra quán một gốc linh dược một khối phù cốt nghĩ đến hẳn là cũng không trả lại được thứ gì tốt giang tử xuyên vừa đi tới một lần tự hỏi tương lai của mình hiện giờ đã có siêu cấp động thiên cực cảnh, thậm chí có thể nói là nghiền ép hóa linh cảnh thực lực, ngược lại có thể đi ra ngoài rèn luyện một phen, đồng thời cũng đi vào một đợt hàng. Chính là điểm nút này có chút xấu hổ. Giang tử xuyên đoạn thời gian trước cũng nghe nói ồn ào huyên náo sông Thạch Đại Chiến, nghĩ đến lúc này Thạch Hạo đã là một vị vương hầu. Như thế hắn cũng liền bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình hai tay tranh thủ. Trong đầu nghĩ sự tình, nhưng hắn bước chân không ngừng, lúc này đây, hắn đi tới dược đô cửa. Nơi này có một gốc cây cổ thụ, mấy người đều ông không hết, có một loại tan thương cổ ý, đầy cây lá xanh tản ra lục quang, ngoài ra còn có mấy đóa nụ hoa cực đại, lưu động trong suốt hào quang, tản ra mùi thơm. Cây linh thảo này sống hơn năm ngàn năm, cuối cùng không có hóa thành thánh dược, ngược lại dần dần thông linh, trở thành một cây dược thụ. Cây này chính là dược đô thủ môn giả bất luận cái gì tiến vào dược đô người, đều sẽ bị linh dược thụ kiểm tra, nó có thể dò ra đối với nơi đây bao tàn họa tâm người. Nơi này người ở tương đối thưa thất, xa không náo nhiệt như đường phố trong thành. Giang tử xuyên tùy tiện tìm một chỗ, liền đem gốc linh dược kia cùng phụ cốt bày cùng một chỗ. Viết lên giá bán một tinh bích. Hôm nay hắn đã có một chút thực lực, hơn nữa thứ này cũng không tính là quá trân quý, cho nên hắn cũng liền trực tiếp bày ra vừa mới ngồi xuống không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một cái râu bạc lão đầu cũng đi tới bên cạnh hắn, bày một cái quầy hàng, đặt lên một cái đen kịch bình. Chiêu bài Bình thần bí mới khai cuộc từ di tích thần linh, từng mở ra duyên thọ đan, có thể khiến vương hầu kéo dài thọ trăm năm. Giá bán, một kiện vương hầu pháp khí. Giang tử xuyên sửng sốt, chợt ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, người có mấy cái chủ nhân? Chủ nhân là duy nhất. Giang Tử Xuyên có chút hết chỗ nói, lão già này, thật biết làm cơ hội buôn bán A. À. Cái bình kia không biết có gì đặc thù, hắn cũng nhìn không thấu đáo, nhưng đoán trước bên trong khẳng định không phải là duyên thọ đang. Thấy Giang Tử Xuyên vẫn nhìn chầm chầm chính mình, cái kia râu bạc lão đầu hữu hảo cười cười, nói ra. Đạo hữu vì sao không bán bất lão tuyền A, gần đây nóng bỏng nhất chính là bất lão hệ liệt bảo vật A, rất đắt. Giang Tử Xuyên khóe miệng co rút, nói người trong bình thật sự có duyên thọ đang sao? Thật hay giả cần gì phải phân biệt rõ ràng như vậy? Dù sao cũng là dựa vào vận khí. Tất cả mọi người đều là người trong nghề, làm nghề này của chúng ta, hại không chết người chính là hữu dụng. Dù sao nếu ngươi mua, không khai ra đồ, vậy cũng chỉ là vận khí ngươi không tốt, không có duyên với đan dược này mà thôi, dù sao, cơ duyên chọn chủ, ta đã nói trước rồi. Giang tử xuyên có chút hết chỗ nói. Cái này gọi là tâm lý học, người ra vào nơi này nối liền không dứt, loại bình thần bí như ta, chắc chắn sẽ có người nghĩ đến mua. Đạo hữu xem ra vẫn còn trẻ một chút. Giờ phút này, lão đầu râu bạc thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, vẻ mặt chính khí nói. Giang tử xuyên làm cái vái chào, vẻ mặt khiêm tốn hỏi. Người nói gần đây bất lão hệ liệt đồ vật trước kiếm tiền. Đúng vậy, mấy ngày trước có người lấy một tin bích bán ra một giọt thật sự bất lão tuyền, nhất lên một làn sóng nhạc trác phong trào kết quả càng diễn càng mãnh liệt lúc trước tất cả mọi người vẫn chỉ bán bao nhiêu tinh bích sau đó dứt khoát trực tiếp ra giá trên trời dù sao cũng sẽ có người mới muốn đánh cược một lần những đại nhân vật kia thật sự là thấy một lần mua một lần mà ngay cả ta đều thay hình đổi dạng nhiều lần thừa dịp nhiệt độ này đại kiếm lời một khoản đáng tiếc nếu không là bên trong đại nhân vật quá nhiều sợ bị bọn họ nhìn thấu ta cũng sẽ không tới nơi này bày sạp tất cả còn phải cảm tạ vị tiểu ca lúc trước hắn thật đúng là một người tốt để cho chúng ta những người nghèo này có thể mượn nhiệt độ này đại kiếm một đợt cơ duyên chọn chủ đây chính là trời ban cơ duyên chúng ta chỉ là bắt được cơ duyên mà thôi hắn nói rất có đạo lý ta lại không nói gì cho đúng quả nhiên dị giới người mỗi người đều là nhân tài đều là thiên lý mã liền thiếu hụt một cái cơ duyên một cái bá nhạc xem ra ta chính là hiền giả tới cứu vớt chư thiên vạn giới trong nước sôi lửa bỏng, thánh nhân. Tôi là người tốt. Nói xong, hắn lấy ra một cái bản hiệu, yên lặng viết lên một cái bản hiệu mới. Bất lão tuyền một giọt, giá bán. Một loại bảo thuật thái cổ di chủng. Đồng dạng, gốc linh dược kia hắn cũng đổi thành một loại bảo thuật di chủng. Một bên lão đầu tử nhìn thấy giang tử xuyên thao tác, lộ ra một bộ trẻ con dễ dạy vẻ mặt. Hết chương này. Chương 4 Vương Hầu Thạch Hạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 5 Sáng tạo pháp bước đầu tiên, hóa linh cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6 Chỉ vì ngươi quá đẹp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Giao dịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Đề tuyết vi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Luận đại kiếp, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Trung đồng vốn là vô địch lộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Trọng đồng vốn là vô địch đường sao anh không nói lời nào. Giang tử xuyên nghi hoặc nói. Ta cảm giác, nếu ngươi thật sự có tâm tư này, phỏng chừng đối phương sẽ cho ngươi một quyền. Vĩ tuyết viên nghiêm túc nhìn Giang Tử Xuyên một cái, như có điều suy nghĩ nói. Ta không tin. Giang Tử Xuyên lập tức lên tiếng phản bác, bất quá trong lòng cũng là đang trầm tư, chính mình đến tột cùng có thể xuất ra cái gì đã động đối phương. Chẳng lẽ muốn xuất ra chân long bảo thuật hoặc côn bằng bảo thuật? Nguy hiểm này có thể quá lớn hay không? Thập hung pháp trân quý cỡ nào, cho dù là trọng đồng nữ, phỏng chừng cũng không nhìn được muốn có được. Đúng rồi, nếu nàng biết ta cũng là trùng đồng giả, có thể hay không dạy ta tu hành, đáp ứng ta một thỉnh cầu. Bất kể thế nào, có thể thử một lần, dù sao cũng không cần lo lắng nàng sẽ móc mắt ta. Hắn nhớ rõ vị trọng đồng giả kia hẳn là rất là chính phái, chuyện cường thủ hào đoạt nàng hẳn là sẽ không làm. Hơn nữa, đối với thiếu niên thiên kiêu, nàng đều là rất coi trọng. Nếu đã như vậy, hệ thống, dung hợp trọng đồng. Theo hắn lời nói hạ xuống, chỉ cảm giác ánh mắt có chút ấm áp, một loại thoải mái cảm giác truyền đến, để cho hắn toàn bộ đại não đều thanh minh rất nhiều. Đồng tử của hắn tách ra, đang biến hóa, trở thành trùng đồng, một cái sinh cơ, một cái hủy diệt. Không chỉ như thế, trong cơ thể của hắn có tiếng nổ vang lên, tinh huyết đang sôi trào, giống như đang khai thiên tích địa. Mà cặp mắt kia của hắn, càng là sáng chói vô cùng, tự như một đôi đế vương chi nhãn, uy nghiêm, vô tình, lạnh lùng, quan sát hết thảy trọng đồng tại dung hợp giang tử xuyên tại tiếp nhận nó tẩy lễ không chỉ có ánh mắt có biến hóa này bổn nguyên lực càng là để cho hắn toàn bộ thân thể đều tại biến hóa đây là trọng đồng vi tuyết vi sửng sốt cho dù là cô cũng không hiểu vì sao trên người giang tử xuyên lại đột nhiên xuất hiện một đôi đồng tử đối phương lúc trước rõ ràng không có cái này thiên phú nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện nạn có chút nghĩ không thông chỉ là cảm thấy đối phương càng phát ra thần bí không bao lâu trùng đồng dung hợp xong gian tử xuyên con ngươi khép lại trong cơ thể từng cái pháp tắc trật tự chìm nổi tại tẩy lễ thân thể của hắn tứ chi bách hài đây là tự trọng đồng nuôi ngược mà đến lực lượng huyết khí của hắn như rồng bàn bạc như biển tới vừa tới mặt trời thân thể so với thập hung thân tử càng cường đại hơn rất nhiều hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường trong trùng đồng hỗn độn khí lượng lờ có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Trọng đồng vốn là đường vô địch. Thường cổ trọng đồng quả thật cường đại. Giang Tử xuyên lộ ra một vòng nụ cười, chợt trong mắt thần uy bình ổn, trọng đồng cũng ẩn lui xuống, nhìn không ra chút nào dị thường. Trọng đồng có thể hợp nhất, cuối cùng cùng người bình thường độc nhất vô nhị, chỉ có lúc cần mới có thể hiện ra, lộ ra uy hiếp nghịch thiên. Đây là một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới cho dù là trùng đồng giả thạch nghị hiện giờ đều làm không được, nhưng tu vi còn thấp hắn lại là có thể làm được, đây đều là hệ thống chi năng, đương nhiên còn có chính mình nghịch thiên chỗ. Hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện vi tuyết vi đang nhìn chầm chầm mình, giống như lúc trước mình hóa thân thành thế giới, bất quá bất đồng chính là, hắn hiện tại tuyệt không hoảng hốt. Đây là trọng đồng. Không sai. Giang tử xuyên rất tự nhiên gật gật đầu, mơ hồ còn toát ra một tia tự đắc anh. Vi Tuyết Vi muốn hỏi hắn vì sao đột nhiên có trọng đồng, rồi lại không biết nên hỏi như thế nào. Rất kinh ngạc. Giang Tử Xuyên vừa cười vừa nói. Đúng là rất kinh ngạc. Giang Tử Xuyên thôi dừng tay, vẻ mặt bình thản nói. Không cần kinh ngạc, về sau nói không chừng trên người ta còn có thể thêm một cây chí tôn cốt cũng nói không chừng. Vi Tuyết Vi trầm mặt, thấy Giang Tử Xuyên vẫn không giải thích tại sao mình lại đột nhiên có trọng đồng, Cô cũng thức thời không hỏi nhiều. Hiện tại ta cũng là trọng đồng giả, ngươi nói vị thượng cổ trọng đồng kia nếu là nhìn thấy ta, có thể hay không coi trọng ta, thu ta làm đồ đệ. Sẽ không. Duy Tuyết vi trả lời rất kiên định. Ta không tin. Thấy đối phương không nể mặt mình như thế, Giang Tử Xuyên biểu môi, vẫn kiên định suy nghĩ của mình. Trọng đồng giả thật hiếm có, vị thượng cổ đại năng kia nhất định sẽ nguyện ý thu mình làm đồ đệ. Vi tuyết vi có chút im lặng. Giang tử xuyên nhìn thoáng qua vi tuyết vi, tiếp tục nói. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là hiện tại liền đi sông thần dược môn, đại náo một hồi, sau đó khiến cho đối phương chú ý. Ta cảm giác ngươi đang tự mình đa tình. Ngươi! Ta vì ngươi hao tổn tâm lực, vắt óc tìm mưu kế đi nghĩ biện pháp, ngươi lại ở chỗ này đối với ta lạnh nhạt nói chuyện, hảo ngươi cái hổ nữ. Vi Tuyết Vi nghe thấy đối phương lại gọi mình là hổ nữ, chẳng biết từ lúc nào một đôi nắm tay đã nắm chặt. Bây giờ cô thật sự muốn đắm vào mặt Giang Tử Xuyên một cái. Mặc kệ ngươi, theo ta đi bày sạp. Giang Tử Xuyên chăm chọc một tiếng sau liền hướng bên ngoài đi đến. Lời nói của Vi Tuyết Vi đối với hắn quả thật có ảnh hưởng, hắn cũng sợ mình chỉ là đa tình, có lẽ người ta căn bản chướng mắt người trọng đồng như mình. Thêm vào đó đối phương hiện tại đang cứu chữa thạch nghị, đồng thời mưu đồ gốc linh căng kia phỏng chừng cũng không có tâm tư trợ giúp người khác cho nên chưa đến phút cuối cùng hắn cũng không muốn đi theo con đường này thời gian còn kịp nếu ta trước đại kiếp nạn có thực lực cường đại cùng nhiều hậu thủ chưa chắc đã cần đi cầu người khác ta nếu vì nàng đặt tên là vi tuyết vi nàng cũng đồng ý vậy nàng chính là thiên mệnh của ta ta phải dựa vào chính mình đi thủ hộ nàng giang tử xuyên trong lòng tự nói sau đó hắn nhìn về phía vi tuyết vi nói đúng rồi ngươi cũng thay đổi bộ dáng thần sắc vi tuyết vi hơi nhăn lại buông lỏng nắm đắm đang nắm chặt im lặng không lên tiếng đi theo bên người giang tử xuyên thân hình bộ dáng cũng đang chậm rãi biến hóa ngay cả một thân áo xám kia cũng biến thành váy trắng hôm nay còn có hai phần cơ duyên trước bán cái gì đâu này giang tử xuyên trầm tư đột nhiên hắn thình lình nhìn về phía vi tuyết hỏi Ngươi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng gì không? Anh làm gì vậy? Có hay không a? À? Không có. Thân là thần linh sẽ không có thủ đoạn tự vệ. Giang Tử Xuyên oán thầm, cảm giác rất bị đa kích, bởi vì đối phương căn bản không tín nhiệm chính mình. Vậy hành động của mình có phải cũng là tự mình đa tình hay không? Trong lòng hắn không khỏi có chút lo được lo mất. Lúc này hắn mới chú ý tới bộ dáng hiện tại của Vi Tuyết Vi. Đây là một khuôn mặt tuyệt mỹ tuyệt thế vô song, thanh lệ như tuyết, lại có phong vận động lòng người không cách nào nói nên lời. Một thân thuần trắng như tuyết tu thân cung trang, xinh đẹp không gì sánh được. Một đôi đùi đẹp thon dài, bích ngọc không tì vết, cao gầy mà lại đẩy đà tròn trịa, liên tục chân thành, thắt lưng tinh tế, đẩy đà tròn trịa, nhu động như rắn nước mảnh khảnh vô lực, làm cho người ta muốn nắm chặt nhất. Giang tử xuyên trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất thần, chợt có chút tức giận nói: "Ngươi vì cái gì vẫn là như vậy đẹp mắt?" Hắn nhìn tuyệt sắc băng mỹ nhân, băng cơ ngọc cốt, ngọc thân trong váy trắng mềm mại cao gầy, trên da thịt có thể phá hiện ra ngọc quang trong suốt. "Ngươi như vậy nhất định sẽ gây phiền toái." Tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng có chút kích động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vi Tuyết vi chậm rãi hiện ra một nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người Giang Tử Xuyên, nói: "Vậy tôi lại đổi bộ dáng khác." Giang Tử Xuyên mắt thấy hai người đã đi tới trên đường cái, có chút bất đắc dĩ nói: "Quên đi, cứ như vậy đi." "Đúng rồi, ngươi thật đẹp mắt." Giang Tử Xuyên vừa muốn đi tới, lại đột nhiên dừng lại nói một câu. Nói xong, trái tim hắn đập thình thịch, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Thế nhân đều lấy cái đẹp như thiên tiên để hình dung vẻ đẹp của nữ tử thế gian, Giang Tử Xuyên không biết thiên tiên đẹp bao nhiêu, nhưng ở trong lòng hắn Vi Tuyết Vi so với Thiên Tiên còn đẹp hơn. Nhìn thiếu niên lang đi xa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh như băng của Vi Tuyết Vi, chợt như một đêm xuân phong dung băng tuyết, toát ra vài phần tươi cười. Tuy rằng cũng không quyến rũ, nhưng là câu người đoạt phách, làm người ta xương cốt tê dại, phệ hồn tiêu cốt. Hai người tâm tư khác nhau, một trước một sau. Giang Tử Xuyên tìm được một cái yên tĩnh địa phương sau, lấy ra hai cái ghế nằm, bày ra chính mình sạp vải. Vi Tuyết Vi đi tới bên cạnh hắn, nhìn cái ghế nằm kia, cũng không có lựa chọn ngồi xuống. Cô cảm giác Giang Tử Xuyên lấy ra cái ghế kia, lòng mang bất chính. Hơn nữa nằm giữa ban ngày ban mặt, cô cũng không làm được. Có thể chế tạo một loại thần minh pháp chỉ các loại thần minh cấm khí không? Giang Tử Xuyên điềm nhiên hỏi. Được. Vi Tuyết Vi hiểu ý Giang Tử Xuyên, hai người đều ăn ý không nhắc tới chuyện lúc trước nữa. Rất nhanh, một tấm thần minh pháp chỉ, một trường kiếm thần minh cấm khí liền xuất hiện ở quay hang. Giang tử xuyên thuận thế viết lên chiêu bài. Thần minh pháp chỉ, có ý chí của thần linh, có thể trấn áp tồn tại dưới thần linh. Giá bán Nhất tinh bích Thần minh cấm khí Có thể bộc phát thần minh cường giả toàn lực một kích, có thể hủy thiên diệt địa năng, có thể sử dụng 9 lần. Giá bán Một trăm tinh bích Mục đích ngươi làm như vậy là gì? Thời tuyết vi có chút không cách nào hiểu được. Phổ độ chúng sinh, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Giang tử xuyên vẽ mặt chính khí, tự như một vị thánh nhân thượng cổ. Ngươi Vị tuyết vi có chút kinh ngạc, không phải vì giang tử xuyên nói ra lời này mà kinh ngạc, mà là đối với nội dung những lời này có chút khiếp sợ. Lời này ngươi từ nơi nào nghe được? nghe một chút, ngươi nói là lời gì? Cái này không thể là ta trong lòng suy nghĩ. Giang tử xuyên có chút xù lông. Tôi không tin. Vi tuyết vi kiên định phản bác. Giang tử xuyên không muốn lại để ý tới cái này khinh thị nữ nhân của mình, mà là ngồi vào trên ghế nằm nằm xuống. Hắn nói. Ngươi có ngồi hay không? Không ngồi. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nằm chung một chỗ? Vi tuyết vi lường hắn một cái, không để ý tới. Vậy ngươi liền đứng đi. Giang tử xuyên thu hồi một bên ghế nằm trống không. Nói tiếp. Thuận tiện cho ta xem gian hàng một chút. Nói xong, cả người hắn liền đắm chìm trong thu hoạch của trọng đồng. Lúc trước cũng không có cẩn thận xem xét, hiện tại hắn mới phát hiện, nội thiên địa của mình cương nhiên dưới tác dụng của trọng đồng bổn nguyên lực lại lần nữa khuếch trương một chút. Ngay cả sinh cơ bên trong cũng càng thêm mạnh mẽ pháp tắc cũng nhiều hơn một chút độ hoàn chỉnh trải qua chiến dịch này tu vi của hắn đã đi tới biên giới minh văn cảnh tùy thời có thể đột phá bình tĩnh lại hắn tâm niệm vừa động tu vi thuận thế đột phá tới minh văn cảnh vi tuyết vi ở một bên thấy gian tử xuyên thật sự nằm xuống trong lòng có chút tức giận một cái mau đầu tiểu tử còn nói mình có thánh nhân chi tâm để cho ta cho ngươi bày sạp bởi vì Giang Tử Xuyên đối với nàng cũng không có che giấu, cho nên nàng tự nhiên có thể phát hiện Giang Tử Xuyên bây giờ trạng thái. Nhìn đã đột phá thành công Giang Tử Xuyên liếc mắt một cái, nàng trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất tại chỗ. Hai tiếng rưỡi sau, Giang Tử Xuyên cũng cố tu vi, hắn mở hai mắt ra, nhưng cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Cũng không để lại phương thức liên lạc, chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ anh tới tìm tôi sao? Có lẽ, ta à, cũng nên rời khỏi nơi này hết chương này